Rồi hôm nay thì à, em đang có những cái chương trình xạ khó cuối năm với giá cực kỳ là tốt ha. À, ở đây em sẽ có rất là nhiều dòng mọi người ha. Có những dòng là loa kéo bằng bình chuyên nghiệp, đó. À, cũng như là có những dòng là loa kéo điện chuyên nghiệp. Ở đây thì em sẽ có hai phân khúc ha, một phân khúc là bắt đôi 40 nó sẽ phân khúc giá tầm thấp và một cái phân khúc giá tầm trung. À, và một cái phân khúc nữa là hai bắt 50 Ở đây em có hai dòng mọi người ha, loa bình, loa điện đầy đủ hết cho mọi người luôn. Và trong video ngày hôm nay thì em xin À, báo giá cũng như là giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người để mọi người có thể là mua về để chơi Tết ha Tại vì cái thời điểm mà gần Tết thì nó cũng là sắp tới rồi Chỉ còn đâu đó cũng hơn một tháng nữa thôi Thì là thời gian giao thoa giữa mùa Tết đã tới thì mọi người hãy lựa chọn cho mình Những cái dòng nào nó phù hợp với những cái nhu cầu sử dụng ha à, Video ngày hôm nay thì em chuyên review về những cái dòng loa đôi Tức là loa công suất lớn phục vụ cho mọi người ở những cái không gian ngoài trời Không gian rộng lớn ha À, thì anh chị nào mà theo dõi em nhiều rồi thì anh chị cũng biết rồi à, bên em thì chuyên review những cái dòng sản phẩm à, loa có thể nói là giá rẻ nhất Việt Nam giá tại kho tại xưởng mọi người ha không có qua bất kỳ một cái trung gian nào cả à, trong những cái video lần trước thì em luôn luôn giới thiệu cho mọi người đầy đủ những cái sản phẩm của bên em gồm loa đơn cũng có đầy đủ hết cho mọi người luôn nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video duy nhất thôi lên toàn bộ cho mọi người những cái mà sản phẩm mà hiện tại bên em đang có một cái mức thanh lý với giá thì cực kỳ là tốt cho mọi người luôn ha ở đây thì em chuyên à, video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về lo đôi và cái đầu tiên em sẽ đi giới thiệu cho mọi người thì từ những cái sản phẩm mà giá thấp đến giá cao ha rồi anh chị nào mua hàng của bên em thì cứ liên hệ trực tiếp cho like ha bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn và uh, chốt đơn cho mọi người thì uh, khi mua hàng thì bên em cứ giao hàng về tận nhà đặc biệt là không có cọc ha miễn phí giao hàng về tận nhà uh, nhận hàng cứ test tự hát tự thoải mái mọi người ha rồi đầu tiên em sẽ đi đến cho mọi người là một dòng mà thông dụng nhất ha dòng này có thể nói là ở việt nam này không có nơi nào mà bán rẻ bằng bên em đâu ha đây là một cái dòng loa đôi 40 ha. Một cái sản phẩm của loa này là con V39 mọi người nhá. Đó, bên em là là một công ty loa có Việt chuyên sản xuất những cái dòng công suất lớn ha. Con này là loa con này là con V39 này. À, về cái hình thức của con loa thì thùng nó đang trang bị cho mình là thùng bằng gỗ ha. À, hai bát 40 hai bên trên là hai chép và đang đi cho mình một bảng mạch công suất cực kỳ là lớn ha. Bảng mạch này thì hệ thống là gồm 10 nút chỉnh đầy đủ những cái công năng và chứng đặc cho người hát karaoke cũng như nghe nhạc cực kỳ là hay. Đó. À, nó đang đi cho mình là chạy bằng nguồn xuyên áp mọi người nhé. À, về mic thì con này nó vẫn đi cho mình là mic kim loại hết nha tất cả những cái dòng loa kép bên em thì trang bị cho mình là một cặp mic mic này là mic kim loại UHF này hát cực kỳ là hay và đặc biệt chống hú hát chống hú kỳ là tốt mọi người nhá đó mic này thì đang xài bằng pin đây đang xài bằng pin đồng hồ mọi người ha pin tiểu pin đồng hồ thì khi hết pin thì mọi người à, à, thay pin thôi và chức năng mic này thì nó sẽ nâng cao có tăng giảm được âm lượng riêng của từng mic cũng như là xét được tần số ha đầy đủ hết cho mọi người luôn rồi, về cái phân khúc giá của con này thì em báo cho mọi người luôn. Công suất của nó đánh ra là 1.500W. Nếu anh chị nào mà muốn sở hữu cho mình những cái à, loa công suất lớn mà giá thành rẻ thì có thể lựa chọn em mẫu này. Mẫu này thì con V39 này thì hiện tại bên em đang thanh lý ha. Thanh lý bán trợ giá cho mọi người chỉ là 4 triệu 300 ngàn đồng thôi ha. Nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu đen. Thì anh chị nào mà yêu thích những mẫu này thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Mô đem là VIP 39, giá bên em chỉ bán ra với là 4 triệu 300 ngàn đồng. Rồi nếu anh chị nào mà thích một cái mẫu nó sang trọng hơn, công suất nó lớn hơn ha anh sẽ giới thiệu từ thấp đến cao con này con này thì tiếp theo là con V36 này này con V36 này thì kích thước con loa nó sẽ lớn hơn và công suất nó cực kỳ là lớn ha à, công suất cực đại con V36 này là 2000W và về cái kích thước nó cũng lớn hơn cái con V39 V3 cũng là một phần lớn là kích thước con này thì có chiều cao là 83 chiều ngang là 96 và chiều sâu là 50 đó À, về cấu hình thì nó vẫn đi cho mình là hai bát 40 thế giới bên trên là hai chấp kèn ha và ở dưới trang bị cho mình một bảng mạch thế hệ mới bảng mạch này thì gồm đầy đủ cho mọi người là 13 nút căn chỉnh để cho mọi người chỉnh chuyên nghiệp hơn hát karaoke chuyên nghiệp hơn ha và đầy đủ những cái tính năng công năng kết nối cho mọi người ha kết nối được với tivi điện thoại này kia kết nối ok mọi người ha chạy bằng nguồn xuyên áp này đó đầy đủ chức năng còn mic thì đang trang bị cho mình là một cặp mic kim loại uhf luôn ha mic cao cấp của bên em tất cả những dòng loa bên em thì bộ mic này là bộ mic thuộc cao cấp rồi ha nếu mà người muốn hơn cao cấp hơn á chỉ mọi người chỉ chuyển sang những cái dòng loa điện chuyên nghiệp thôi thì nó mới có thể hay hơn được nó mới thể là chuyên nghiệp hơn à, về cái mức giá của loa này thì bên em chỉ là bán thanh lý với giá 5 triệu tròn ha 5 triệu tròn thôi đó một con bát 40 hai à, một con loa là bắt đôi 40 hai chép và công suất 2000 000 w phù hợp cho anh chị nào à, mà mua về cho thuê này cũng như là sử dụng những cái không gian rộng lớn không gian đông người ha đó, một cái màu đen huyền bí cực kỳ đẹp cho mọi người luôn đó với giá thì năm cụ ha v 36 rồi Tiếp theo em mang đến cho mọi người là một cái dòng loa nó sẽ là trang, sang trọng hơn Sáng sẵn mịn mọi người ha Đây là một con loa có model sản phẩm là V40 Con loa này thì uh, trang bị cho mình là một thùng gỗ uh, ván ép ha Ván cao cấp này Và sử dụng cho mình là một cái vân gỗ Có phủ với nia kim tuyến Cực kỳ là xịn xó mọi người luôn ha Anh chị nào mà thích một cái sự sáng trọng và một cái sự đẹp ha Thì anh chị cũng có thể lựa chọn em cái dòng này Dòng này thì trang trí nhà cửa cực kỳ là đẹp luôn À, về cái cấu hình của loa này thì trang bị cho mình là hai quả bát 40 bên trên là hai chấp kèn và ở dưới là một bằng mạch thể mới ha gồm 13 nút can chỉnh cho mọi người luôn đầy đủ những cái hệ thống hát hệ thống nghe nhạc cực kỳ là chuyên nghiệp cho mọi người ha tất cả những dòng loa em đang giới thiệu này là sử dụng bình SQ, quy nó sẽ trang bị cho mình một bình SQ quy phía bên trong và khi mình sử dụng thì hết bình SQ quy mình có thể cắm điện trực tiếp vào mình xài bình thường ha đó chức năng chức năng mọi người luôn mic thì cũng đi cho mình là một cặp mic cao cấp kim loại usb ha đầy đủ hết cho mọi người luôn chống hú hát cực kỳ chuyên nghiệp cực kỳ nhẹ luôn và cái mức giá con này nó sẽ nhịn hơn cái con V36 tại vì nó sẽ à, cho ra một cái chất lượng âm thanh nó hay hơn. À, công suất thì nó cũng lớn hơn xíu ha, nó được trang bị cho mình của bác xịn hơn. À, công suất của nó là, là 2000W mọi người ha. Và giá hiện tại bên em đang phân phối tại kho à, là giá 5 triệu uh, 500 000 đồng 5 triệu 500 000 đồng ha. Và bên em sẽ có là hỗ trợ là miễn phí giao hàng về tận nhà. Nhận hàng mọi người được quyền kiểm tra hát thử, kiểm tra hàng hóa, hát thử ok ưng ý mới trả tiền ha. Và khi bán ra thì bên em đều bảo hành bảo trì, đầy đủ tại nhà, lối một đồng một linh kiện tại nhà đấy, mọi người, ha. Rồi tiếp theo Em sẽ đi cho mọi người thêm cái dòng mà Dòng con V31 này này Con V31 này là con cực kỳ là đẳng cấp mọi người ha Đây là một con loa bát 2 bát 40 Mà đang đi cho mình là một cái giải tần âm thanh 3 đường tiếng mọi người ha à, con em vừa giới thiệu kia là hai đường tiếng Và bây giờ em sẽ chuyển sang cái dòng này là dòng cao cấp ha Nó sẽ đi cho mình là 3 đường tiếng Model sản phẩm là V31 ha Bên dưới thì đang bị cho mình là hai quả bát 40 Bên trên này thì đang bị cho mình là hai bên hai chép kèn này Và ở dưới này trang bị cho mình là hai quả loa chung 16 ha về cái phần bằng mạch của loa này thì nó được trang bị cho mình là một bằng mạch thế hệ mới có đèn led cho mọi người luôn ha, có đèn led theo nhạc này và hệ thống là mười nó chỉnh ha, có gì vượt đầy đủ hết cho mọi người luôn. Nói chung khi mọi người sở hữu những cái dòng loa bên em thì mọi người cứ yên tâm về những cái chức năng ha. Tất cả những dòng loa bên em thì đều lắp cho mọi người một cái cấu hình đặc biệt, cấu hình mới ha, mới nhất năm luôn, cũng như là một cái bảng mạch thế hệ mới. À, bằng mạch này thì nó hiện đại hơn so với những bằng mạch đó ha, nó sẽ cho ra một chất lượng âm thanh nó hay hơn và nguồn nó đang chạy là nguồn xuyến, chống đánh ra cực kỳ là mạnh nha quý vị nhá. Và về cái phần giá của con này thì hiện tại bên em đang phân phối ha, trợ giá cho mọi người chỉ là 6 triệu 800 ngàn đồng thôi. Bên em sẽ hỗ trợ báo ship, báo test tận nhà ha. Bất kỳ mọi người ở đâu, bên em cũng có đội ngũ nhân viên giao hàng tận nhà cho mọi người test tự test ok mọi người mới trả tiền. Còn trường hợp bên em giao hàng tới test không ok, mọi người cứ trả hàng trực tiếp cho bên em và mọi người sẽ không mất bất kỳ một khoản chi phí nào ha. Rồi, ở đấy thì mic vẫn đi cho mình là một cặp mic kim loại UHF ha, hát cực kỳ là nhẹ và cực kỳ là hay luôn. Đó, con này thì là một cái phiên bản cao cấp rồi, cấu suất đánh ra là 3000W, nó phù hợp cho anh chị nào mua về cho thuê cũng như là sử dụng những cái đám tiệc uh, như uh, liên hoa sinh nhật, thực tùng này kia thì mọi người chơi rất là thoải mái mọi người nhé. Rồi bây giờ sang mẫu thứ uh, thứ thứ năm mọi người ha. Con này là một cái con uh, con này là con mới ha, con mẫu mới của bên em đây. Mẫu mẫu này là mới ra mắt này. mới đây sản phẩm con này là con V32 mọi người ha. Con này thì nó cho ra một cái thiết kế là gập được ha. Khi mọi người không sử dụng này, mọi người sẽ là hạ cái phía sau xuống ha. Thì nó cực kỳ là nhỏ gọn đúng không mọi người? Ha. Nhìn rất là đẹp này. À, khi mọi người mà sử dụng rồi thì mọi người là nâng cái phía phần ở trên lên con này là có nắp loa array mọi người ha nó sẽ có theo tầng à, về cái modem là V32 và cái cấu hình nó được đi cho mình như sau à, bên dưới là trang bị cho mình hai quả bát 40 này ha hai quả BAT 40 còn ở đây thì trang bị cho mình là một cái bảng mạch có đèn led ha bảng mạch để mới thể mới cực kỳ là hiện đại cho mọi người luôn gồm 12 nút chỉnh đầy đủ những cái chức năng và công năng cho mọi người ha bốn chép hai trung đó một cái dạy tần âm thanh ba tầng tiếng và cho một cái thiết kế mới mẹ này cũng như là một cái đường tiếng âm thanh nó hay hơn nó sáng hơn ha nó sáng hơn và nó đang đi cho mình là một cái quả bát nó sẽ xịn sò hơn so với con vip 31 cho nên là cho ra một cái giá thành nó sẽ cao hơn con này thì hiện tại bên em đang ship toàn quốc cho mọi người miễn phí giao hàng luôn là 7 triệu 500 ngàn đồng ha 7 triệu 500 ngàn đồng và cái công suất của con loa này đánh ra là 3.500 w nó cực kỳ là lớn mọi người ha và cực kỳ là hay và đặc biệt nó cực kỳ xa mọi người thấy con loa nó rất là cao cũng như là có một cái dải tần ấm chép là bốn con chép thì tiếng nó cực kỳ xa và cực kỳ là sáng ha đó anh chị nào mà thích một cái uh, chất lượng âm thanh tiếng sáng tiếng xa thì mọi người lựa chọn cho em ha cái mẫu này mẫu này nó vừa đẹp vừa hay vừa công suất cũng vừa, vừa cực kỳ lớn mọi người ha mic thì cũng đi cho mình là một cặp mic kim loại usb ha đầy đủ hết cho mọi người luôn đó ở đây là những cái dòng loa điện à, à, những dòng loa kéo bình ha đây là những cái dòng loa kéo bình nó sẽ có một cái bình ắc quy bên trong rồi thì khi mọi người sử dụng thì mọi người hết bình mọi người cứ cắm điện vào mọi người hát trực tiếp cho em ha đó và bây giờ em sẽ đi sang những cái dòng loa cấu điện chuyên nghiệp này anh chị cứ theo dõi video của em ha để à, săn cho mình những cái dòng loa nó phù hợp với cái túi tiền cũng như là cái nhu cầu sử dụng trong những dịp tết ha ừ, em sẽ giới thiệu từ cái con thấp đến con cao đi rồi cái con thấp là cái con hai bát bốn mươi đây con này model sản phẩm là cp 22 mọi người ha phiên bản hiện tại là phiên bản nâng cấp của bên em này cp 22 về cái phần kích thước con này thì em nói luôn là có chiều cao là 80 chiều cao của nó hiện tại là đang là 85 chiều ngang là một mét và chiều sâu của nó là 50 ha. Cấu hình của nó gồm hai bát 40. Đó, hàng này là hàng chính hàng Asahi mọi người ha. Cái hàng hiện tại em đang giới thiệu cho mọi người là kép để chuyên nghiệp này này là một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng đến từ nhà máy Asahi và một cái thương hiệu thì chuyên sản xuất những cái thiết bị âm thanh sân khấu, những cái âm thanh sự kiện và kèm theo đó thì họ sẽ đi cho mình những cái dòng loa kép chuyên nghiệp để cho mọi người được à, thưởng thức về cái thương hiệu và về cái chất lượng âm thanh của bên hãng mang lại ha thương hiệu Asahi ha hai quả bát à, đây giới này là hai quả bát 40 này à, côn của nó cực kỳ là lớn luôn mọi người ha Ừ, đi cho mình là côn 75 luôn và hai chép 450 đó chép này là chép đại rồi về phần dàn máy thì con ra này nó trang bị cho mình là một cái men đẩy công suất hai à, kênh ha một men đẩy công suất hai kênh một đầu thu mic USF 46 đó đầy đủ những chức năng và đây là những cái hàng chọn lọc hàng chính hãng cho mọi người luôn cho nên là mọi người mua hàng thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng ha cũng như là cái sự uy tín của bên em và một cái bộ xử liếm thanh con này còn vang đời mới có màn hình hiển thị này có những cái hệ thống căn chỉnh rất là nhiều chức năng cho mọi người luôn cũng như là những cái nút cơ bản nhất và khi mọi người mua hàng thì bên em có set up cài đặt sẵn hết cho mọi người rồi. Cho nên mọi người không phải suy nghĩ ha. Cứ giao hàng về tận nhà mọi người cắm điện vào mọi người test thôi. Bên em có cài đặt hết cho mọi người và có hướng dẫn đầy đủ hết cho mọi người. Mic của nó đang xài là mic sân khấu mọi người nhá. Mic này là mic sân khấu này. Đây, mic này mic sân khấu và chạy bằng pin này ha, chạy bằng pin tiểu. À về cái chất lượng mic này thì mọi người cứ yên tâm đi. Mic uh, sân khấu chuyên nghiệp sao thì mic này nói vậy. Nó hút âm cực kỳ là hay à, xử lý âm thanh cực kỳ là mềm mại và cực kỳ là êm mượt cho mọi người đó ha. Chống hú kỳ là tốt luôn đó về cái mức giá con loa này thì hiện tại bên em đang bán ra là giá tại kho tại xưởng à, là 13 triệu 700 ngàn đồng ha 13 triệu 700 ngàn đồng đây là một cái dòng loa kéo điện công suất cực kỳ là lớn luôn và giá thì em cam kết là rẻ nhất thị trường hàng bên em là hàng độc quyền Mọi người lưu ý cho em ha hàng độc quyền hàng chính hãng ha có tem chống hàng giả đầy đủ cho mọi người luôn mọi người mua hàng thì mọi người cực kỳ yên tâm về chất lượng rồi sáng dòng cao hơn nếu anh chị nào cảm thấy con loa này nó chưa có đủ công suất để mình xài cũng như là chưa có đủ à, cái độ lớn để mình nghe mình cảm thấy nó sướng hơn thì có thể là chuyện sang cho em cái dòng mà dòng bắt đôi 50 bắt đôi 50 là một cái dòng bát lớn nhất cho mọi người ha một cái dòng bát lớn nhất trong những cái thế hệ âm thanh rồi cho nên là mọi người không phải ló bàn gì về những cái con này những con này thì nó chuyên đánh cho những cái sự kiện ha mình gọi là những cái dàn mini show thì anh chị nào mua về để dùng cho thuê cũng, cũng phù hợp này hoặc là gia đình mình có điều kiện thì mình cứ mua về hát cho nó sướng ha hát sân vườn đó hát cả xóm ngay luôn ở đấy thì là mô đen sản phẩm là CD18, hai phiên bản này là phiên bản NC của bên em này. Hiện tại phiên bản này là phiên bản nâng cấp cao đời nhất của bên em ha. Nâng cấp toàn diện về cái cấu hình của. Rồi về cái phần thiết kế thì à, thùng tất cả những thùng loa quét điện thì nó được trang bị cho mình là một cái thùng loa nhập khẩu ha, cực kỳ là cao cấp luôn và thùng gỗ xe sân. Rồi, à, những cái con loa thì nó sẽ trang bị cho mình là một cái nắp đẩy phía trước để cho mình là khóa ha, chống trịnh này. Đó khi mọi người xài mọi người à, khóa lại, mọi người rút chìa khóa ra thì tất cả những người xung quanh người ta sẽ không có căn trịnh được ở bên trong rồi ha. Rồi về cái kích thước của loa này thì có chiều cao là 95, chiều ngang là 1m07 và chiều sâu là 50. Đó. Rồi về phần à, cấu hình loa thì bên dưới đi cho mình là hai quả bát 50, ha, hai quả bát 5 tấc. Đi côn à, cực kỳ là lớn cho mọi người luôn, côn 75, hai chép hai bên là hai chép đại ha, cực kỳ là lớn luôn, chép 450 rồi chép. À, cũng như là một cái dàn máy gồm là ba thớt có men đẩy công suất hai kênh cũng như là đầu thu mic 46, ha, hàng chọn lọc luôn. Cũng như là một cái bộ vang cơ xử lý âm thanh. Và mic đang đi cho mình là một cặp mic kim loại UHF cũng như là mic này thì đa chức năng ha à, có chức năng tự động tắt này và mọi người hát thì mọi người yên tâm ha ừ, hát cực kỳ là nhẹ chống khu kỳ là tốt và đặc biệt cái chất âm của nó mang lại cực kỳ là hay cực kỳ là xá mọi người ha cực kỳ là xá luôn mấy trăm mét vẫn bắt được bình thường đó và về cái phần giá của loa này thì hiện tại bên em đang phân phối giá tại khó tại xưởng ha không có qua trung gian là chỉ hơn 15 triệu thôi với cái mức giá tầm 15 triệu triệu một chút xíu thôi thì mọi người có thể sử dụng cho mình được một cái dòng loa CD18 này công suất cực kỳ là lớn luôn À, khi mọi người muốn biết công suất của con loa này nó như thế nào Thì bên em có chương trình là miễn phí giao hàng về tận nhà cho mọi người Cho mọi người test thử ha Mọi người có ưng ý thì mọi người mới trả tiền Còn trường hợp bên em giao hàng tới cho mọi người thử hàng Nếu mọi người thấy con loa nó không chất lượng Nó không ưng ý thì mọi người cứ hoàn trả đơn hàng nó cho bên em Và đặc biệt mọi người sẽ không mất bất kỳ một cái khoản chi phí nào ha Cực kỳ là yên tâm khi chốt hàng của bên em Đó. Và bây giờ em sẽ sang những cái dòng mini show thì đấy là những cái dòng loa mà hiện tại bên em đang bán với số lượng cực kỳ là lớn Tại vì những cái dòng này thì những cái dòng mà nó rất là đẹp này Công suất nó rất là lớn này Và cái nhu cầu sử dụng của um, thiết yếu của nhiều người rất là nhiều Ở đây là một cái dòng loa 2 bắp 40 bên em có nâng cấp lên cho mọi người rồi Cho nên là nó cho ra một chất lượng âm thanh cực kỳ xá, cực kỳ xấu cho mọi người luôn ha Cấu hình Cấu hình của con loa này Cấu hình của con loa này thì nó sẽ trang bị cho mình như sau Nó dùng cho mình là 4 bát mọi người ha đây là những cái con hàng mẫu thì em quay video cho mọi người ha trong quá trình em quay mà ví dụ như nó có bụi bặm hay gì đó thì à, à, mọi người cũng chịu khó xem ha tại vì khi mọi người mua hàng thì em sẽ là lấy những cái con hàng nguyên kho mọi người ha những con hàng nguyên thùng ra cho mọi người chứ bên em không có lấy những cái con hàng bên em quay quay video review này gửi cho mọi người đâu cho nên mọi người cứ yên tâm ở đây em sẽ quay về cái hình thức và cái cấu hình của loa thôi mua sản phẩm của con dàn mini show này là PA12 và phiên bản hiện tại đang bên em là phiên bản nâng cấp ha đời lớn nhất rồi à, bước sang năm 2024 là phiên bản đặc biệt nhất rồi đó ở đây nó đi cho mình là một cái à, tủ máy phía dưới ha tủ máy phía dưới là gồm 2340 côn của nó đang trang bị côn cực kỳ là lớn luôn côn 76 từ 59 ha và chép răng hai mình là chép đại 450 và trên này thì đi thêm cho mình là hai quả là full 30 ha côn 65 từ chấm 7 chép 450 này hai quả là full này thì nó đánh ra cho mình được một cái tiếng lời nó cực kỳ là xa cực kỳ là hay và cực kỳ là sáng ha thông thường mọi người mua những cái dòng loa tủ dưới dưới này thì tiếng của nó nó rất là thấp ha khi mà người sử dụng những cái dòng này thì mọi người nghe nó sẽ khác hẳn luôn tiếng nó sẽ xa hơn nó sáng hơn nó thanh hơn rất là nhiều và đặc biệt thì nó sẽ bổ bổ trợ cho được một cái chất lượng à, micro khi mình hát karaoke ấy, nó bổ trợ cho mọi người được cái tiếng lời nó là hay hơn mọi người ha rồi dàn máy thì là trang bị à, nâng cấp lên cho mình là một máy đầy bốn kênh nữa ha à, đến từ thương hiệu asahi hàng chọn lọc này ha bốn kênh cho mọi người luôn riêng biệt cho mọi người luôn ha đầu thu mic 46 sóng uhf đến từ thương hiệu asahi cũng như là một cái bộ xử lý âm thanh con vang này ha vang màn hình vang thể mới đó rồi, mic cũng đi cho mình là một à, hai tay mic sân khấu đó tất cả những dòng loa này là dòng loa cao cấp rồi cho nên là đồ linh kiện phụ kiện của nó thuộc cao cấp ha bên trong con loa thì có đi phân tần cho mọi người hết rồi mọi người cứ yên tâm ha công suất và âm thanh cực kỳ là hay và những cái dòng này thì hiện tại bên em đang bán ra với giá là 24 triệu 500 ngàn đồng có hỗ trợ giao hàng tận nhà và báo mọi người test thử đó nha mọi người cứ đặt hàng đi bên em sẽ giao hàng tới và khu hàng ra test cho mọi người mọi người cảm thấy chất lượng âm thanh nó tốt và nó uy tín cũng như là mọi người ưng ý mọi người mới trả tiền còn khi bên em cứ giao tới cho mọi người, mọi người test thử, mọi người không ưng ý, bên em sẽ mang về và sẽ không mất bất kỳ một khoản chi phí nào ha. và bên em sẽ nói không với cọc ha. tất cả những đơn vị khác khi mọi người mua hàng có thể là người ta yêu cầu mọi người cọc, nhưng bên em thì là một cái hệ thống doanh nghiệp, một cái hệ thống công ty, cho nên là hàng mọi người mua bên em cứ mua thoải mái, không bao giờ cần cọc mọi người ha. giao tận nhà, kiểm tra hát thử thoải mái luôn, giao toàn quốc đó mọi người ha. rồi em sẽ giới thiệu sang cái mẫu sản phẩm cuối cùng ha. đây cũng là cái mẫu sản phẩm cuối cùng của bên em rồi. À, cái dòng này thì nói chung là chưa có một người nào chê mọi người ha, tại vì là nó cực kỳ là nó hay, quá hay luôn mọi người ạ à, Và cái giá thành xóm ngoài thị trường nó rẻ hơn rất là nhiều, à, nó rẻ hơn tầm 10 triệu tới mấy triệu luôn Cho nên là tại sao mà em sẽ review và em nói là nó đặc biệt như vậy đó, à, Đây là một cái dòng loa à, sử dụng cho mình là 5 bát ha Và nó được nâng cấp toàn diện hơn, tất cả những dòng loa kéo thì nó sẽ không có súp Nhưng hiện tại bên những cái dòng này thì nó sẽ đi cho mình một quả súp trầm ha, súp hơi 50 này Mọi người nhìn quả súp này ha, cực kỳ là chất lượng luôn và phần dưới cái tủ loa này nó sẽ trang bị cho mình là một cái cấu hình như sau hai bên là hai quả bát bốn tấc ha hai bát bốn này côn 76 và từ 190 và ở giữa này nó sẽ đi cho mình là một cái xúc xúc hơi à, xúc hơi này thì đi côn một trăm từ hai trăm hai mọi người ha đó côn một trăm từ hai trăm hai và phần trên này thì trang bị cho mình là hai cái chép đại như loa phóng mọi người nhá đây mọi người thấy chép đại là như một cái loa phóng thanh luôn phóng ra cực kỳ xa và cực kỳ sáng mọi người ha dàn này là dàn dùng cho những cái đám đám cưới luôn mọi người ha đó nếu anh chị nào mà À, thích mua về cho thuê cũng được mà thích mua về nhà rộng sân vườn rộng mua về khi nào có được tùng gì đó mọi người lâu ra đánh còn phải thuê ra nhạc sống ha và cấu hình loa thì có, nó gồm ba thớt cho mọi người này à, một mén đẩy bốn cánh đến từ nhà máy Asahi ha thương hiệu độc quyền của bên em phân phối cũng như là một đầu thu mic 46 sóng và một bộ vàng cơ lai số thể mới có màn hình hiển thị đầy đủ hết cho mọi người luôn mic cũng là mic sân khấu hàng chuẩn lọc hàng loại một rồi ha mic này là mic sân khấu rồi cao cấp rồi mọi người cứ yên tâm nha rồi tiếp theo là hai quả là full 30 full này thì mọi người biết rồi ha tiếng cực kỳ à sáng luôn cực kỳ à sáng luôn đó. Và cái mức giá hiện tại con loa này thì hiện tại bên em đang bán ra ha, với giá là 29 triệu 500 000 đồng. Và hiện tại mọi người mua hàng thì bên em có hỗ trợ miễn phí giao hàng về tận nhà này. À, nhận hàng cứ kiểm tra hát thử thoải mái ha, giao hàng toàn quốc miễn phí luôn, lắp đặt tại nhà luôn. Mọi người cứ yên tâm ha. Nếu anh chị nào quan tâm những cái mẫu sản phẩm em vừa giới thiệu trên thì cứ liên hệ trực tiếp theo số hotline em có ghi trên màn hình hoặc kết bạn Zalo bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình cho quý vị ha. Và khi quý vị chốt đơn thì bên em sẽ là À, đóng gói hàng hóa, bàn giao hàng hóa về tận nhà cho mọi người test, test ok mới trả tiền mọi người nha, lưu ý giúp em ha. Và những cái hàng loa này, những cái dòng loa điện này thì bên em cài đặt sẵn hết cho mọi người rồi, mọi người cứ yên tâm mọi người không có có phải sợ là mua về không biết sử dụng ha. Thứ nhất là bên em có hướng dẫn sử dụng tại nhà và thứ hai bên em có cài đặt hết cho mọi người rồi. Đó mọi người cực kỳ yên tâm ha. Đó. Rồi, à, vừa rồi thì em có giới thiệu cho mọi người à, những cái dòng loa đôi, bốn tấc đôi cũng như là năm tấc đôi, à, những cái dòng loa công suất lớn và những cái dòng loa giá rẻ bình dân thì anh chị nào quan tâm và thích những mẫu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho bên em ha tại vì cái số lượng mà cái cái mức giá hiện tại công ty bên em đang trợ giá tốt cho mọi người thì cái thời gian nó không có nhiều đâu và cận cảnh tết rồi thì giá cả nó tăng và cái nhu cầu à, mọi người sử dụng nhiều và cái hàng hóa thì bên em cung cấp nó rất là có hạn cho nên là anh chị nào mà đang có suy nghĩ đang có cái ý định để mua hàng chế tết thì mọi người xem video này thì mọi người hãy lựa chọn một trong số những cái dòng loại em vừa giới thiệu trên là làm sao nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế gia đình mình này cũng như là phù hợp với cái nhu cầu sử dụng thì mọi người hãy nhanh tay chốt đơn mọi người ha và à, khi chốt đơn thì bên em có đội ngũ nhân viên cho hàng tận nhà à, cho mọi người mọi người yên tâm không cần cọc ha và chế độ bảo hành của bên em như sau thì khi mà người mua hàng trong quá trình mà người xài à, nếu mà xảy ra những cái vấn đề bị lỗi thì bên em sẽ đổi mới hoàn toàn ha ví dụ à, còn về v ba chín này đi khi mà người mua hàng về mà người sử dụng không may cái bảng mạch này nó bị lỗi đi thì à, bên công ty bên em sẽ gửi cho mọi người một cái bảng mạch mới và đổi lấy cái bảng mạch này ha có nhân viên giao hàng về giao cái bảng mạch này về tới nhà mọi người này đó mọi người lấy cái bảng mạch mới mọi người lắp vào và mọi người trả cái bảng mạch cải cụ này tương tự như cái bát cái chép cũng vậy ha đó mọi người cứ yên tâm hàng bên em thì chất lượng nói chung là cái bảo hành thì nó may rủi thôi chứ không phải là con nào bán ra cũng bảo hành cả và cái thứ hai nữa là bên em chỉ đặt cái sự chất lượng và uy tín lên hàng đầu đó giao hàng toàn quốc không là cọc không là ngoài hiệu rồi ha tương tự những cái mic cũng phải hư thì bên em đổi mic mới đó nên mọi người yên tâm mua hàng ha. Rồi, à, vừa rồi em có giới thiệu cho mọi người một cái series thanh lý cũng như là một cái đợt giảm giá cuối năm thì anh chị nào mà yêu thích kênh của em thì cứ đăng ký cho em ha. Em là loa có Việt, à, chuyên review loa ké cũng là chuyên cung cấp, à, chi lệ những cái thiết bị âm thanh, những cái dòng loa công suất lớn trên toàn quốc mọi người à, yêu thích thì đăng ký kênh ha, cũng như theo dõi kênh của em. Và cái video em giới thiệu rất là nhiều sản phẩm, cho nên là khi mọi người à, cần những cái video test nào thì mọi người cứ À, vào Zalo của em ấy, em gửi ha Nếu anh chị nào mà muốn một cái video test Em ví dụ như con V40 này Thì mọi người nhắn tin cho em ha Vào đó thì bên em sẽ là gửi uh, video test cho mọi người Rồi uh, video của em nói cũng rất là dài rồi Cho nên là bây giờ em xin được kết thúc tại đây Và em sẽ là, là lên những cái video tiếp theo Em sẽ review cho mọi người những cái dòng loa nó uh, Cao cấp hơn cũng như là những cái dòng loa đơn mọi người ha Và bây giờ em xin được kết thúc video tại đây Cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại. NA chín.